cầu thủ bên phía bên thứ ba đã cho anh nó một chồng. Bây giờ là lần thứ nhất đối với Trung Nguyên và Thành Phố Vinh. Cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube Mai Anh Hoàng Huệ. Chung kết của hạng B ở trận đấu thứ hai. Đây là đến điểm số 15. Chung kết bắt đầu trận chung kết hạng A của giải bóng đá bắt lưới Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Thành Đoàn Vinh tổ chức. Đây được cửa hèn là một trong những trận chung kết hay hấp dẫn nhất trong mơ từ trận đến nay. Phía bên này sân là các cầu thủ danh thủ nổi tiếng của Thành Phố Vinh, của tỉnh Nghệ An. Mời các vận động viên về gặp tổng thể chính. Phía bên này màn hình của các bạn là vậy là thời gian cơ động của bóng đá bắt lưới Thành Phố Vinh. Đồng chí Minh, đồng chí Thái thu bóng. Chủ công Dung Ren. Chuyền hai Thành Phố Vinh sẽ lại về phần sân bên phía tay trái. Và thủ công là một lần nữa ban tổ chức mời tất cả các vận động viên chúng ta đang ở bây giờ hai đội đá đổi sân. Các cầu thủ viên chúng ta lùi xa. Rồi Hưng Nguyên là chỉ dọc qua chuyển sang phía bên màn hình phía bên này. Đội Hưng Nguyên có chủ công là thắng ở phía sân Thành Phố. Đồng chí Trung ơi, đồng chí đóng luôn. Đồng chí Trung ơi, mời các bạn lui xa ra tiền. Chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng các đội bóng Hưng Nguyên và Thành Phố Vinh đến với trận chung kết của một bóng đá qua lưới hạng A. Bước ra quân của các cầu thủ Hưng Nguyên trong trận này, chúng ta chào đón số 6 Trần Văn Thắng, số 7 Hoàng Nghĩa Phấn, số 8 Hoàng Nghĩa Hảo. Sau đó bên phía Thành Phố Vinh, chúng ta chào đón các vận động viên như sau. Chúng ta chào đón Dung Rèn, chào đón Dung Bảy và Tuấn Sara. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để bước vào trận đấu đầu tiên các bạn ơi. Ngày hôm nay Dung Bảy, một trọng tài quốc gia, đã trở về thi đấu của một bóng đá của đội chúng ta. Một trong những cầu thủ ăn tập tương lai lò quân khu 4. Và hôm nay anh sẽ mang đến những kỹ thuật của mình để cống hiến cho Thành Phố Vinh có thể có được danh hiệu vô địch tại một bóng đá qua lưới Thành Phố Vinh năm nay. Người mặc áo đỏ đang là một trong những chuyên gia đánh đầu hay nhất Việt Nam tháng 4. Vâng. Trận chung kết này đúng là một trận chung kết của bậc thầy của môn bóng đá đang được rất ưa chuộng ở Thành Phố Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trận đấu lần đầu tiên được tổ chức rất quy mô và bài bản. Số 7 này là Thắng Viện Kiểm Soát. Xin mời anh Thắng đủ ra tí anh Thắng ơi. Chủ công của đội Hưng Nguyên. Vâng, trận đấu đầu tiên bắt đầu. Đã được bắt đầu. Bóng ngoài. Đó là cú lôi bóng ngoài của số 7, đó là Hoàng Nghĩa Phấn. Đội điểm cho Thành Phố Vinh 1-0. Rất xuất sắc. Từ bóng đá trúng mép lưới và đã khiến cho hàng phòng thủ của Thành Phố Vinh lúng túng. Đội điểm cho Hưng Nguyên 1-0. Bóng ngoài. Tiếp tục điểm cho bóng cho Hưng Nguyên 2-1. 2-1 cho Hưng Nguyên. Bóng ngoài. Ngoài sân. Đội điểm cho Thành Phố Vinh
2 đều. Chúng ta đang giữ vai trò chủ công của các cầu thủ thành phố Vinh trong trận đấu này. Tăng phân. Điểm 32. Một cái bóng về cuối sân rất đẹp của Dũng Rẻ. Tỷ số lúc này đang là 3-2. Bóng ngoài. Lần này thì ý đồ của Dũng Rèn đã không thành công. Đội điểm 3 đều cho Nguyễn. Rất hay. Những phần đáp trả cũng tốt của cầu thủ hai đội Thành phố Vinh và Nguyễn. Đúng tính chất của một trận chung kết khi họ đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên mạnh. Nhưng mà đánh đầu từ tầm cao của Dũng Rèn, chúng ta cảm giác như anh đưa tay bốc bỏ rất nhẹ nhàng luôn. Rất nhẹ nhàng luôn, tuyệt vời. Đổi điểm cho cầu thủ của Thành phố Vinh. 4-3. Anh có chiều cao tốt, lợi thế. Quá tốt nữa. Bóng ra ngoài. Đó là nỗ lực tuyệt vời của Dũng Rèn. Vẫn là một tình huống đưa bóng về phần sân bên trái của ông Nguyên. Và đang khiến hạ phòng thủ của các cầu thủ Nguyên lúng túng. Điểm giao bóng cho Thành phố Vinh. 5-3. Bóng ngoài. Một pha bóng hơi mạnh về phía sàn. Tiếp tục điểm giao bóng cho Thành phố Vinh. 6-3. Trận chung kết của hàng A vẫn diễn ra trong 3 set thắng 2. Và phía bóng không qua lưới. Đôi điểm cho Hồng Nguyên. 4-6. Bóng ngoài. Quay đầu lại bóng không thành công của Dũng Rèn. Điểm cho bóng cho cầu thủ Hưng Nguyên. 5-6. Một bóng kéo dài khoảng 2 phút. Và cuối cùng thì Dũng Rèn đã đưa bóng đi ra ngoài.
còn tay, còn tay. Chúng ta chơi coi cửa đá. Không cứ hố, hố thì hố. Rất nỗ lực bóng của Tuấn Sơn à. Bóng lỗi và đôi điểm cho cầu thủ thành phố Vinh 7-5. Chúng ta luôn có những pha cú bóng xuất thần của anh, cho dù cầu thủ Nguyên đã cố tình đưa bóng vào sát biên ở hành lang cánh phải. Với kinh nghiệm của mình, Chúng ta vẫn giúp cho đồng đội của mình có những điểm số quan trọng và đang dẫn 7-5. Trận chung kết rất đáng xem. Chúng 7 phi bóng. Số 7 Hoàng Nghĩa Thắng đổi điểm cho Nguyên 6-7. Lắc đầu đánh lạc hướng hàng thủ của các cầu thủ thành phố Vinh của Hoàng Nghĩa Thắng đã mang về điểm thứ 6 dành cho Nguyên. Đô điểm dành cho thành phố Vinh 8-6. Không còn lưới. Điểm 9-6. Điểm số lúc này đã là 9-6. Về thành phố Vinh. Ống ngoài, quả bóng rất tỉnh táo của Tuấn Sara. Anh đã chủ động cúi xuống để bóng ra ngoài. Tiếp tục điểm phát bóng dành cho thành phố Vinh 16. Bắt đầu.
không được. Thực tế hơi khó và Du Rèn đã không thể ăn điểm. Đồ điểm dành cho các cầu thủ Hưng Nguyên 7-10. Tiếp tục là một tình huống nữa. Hai phòng ngôi ban đầu của Dung Rèn và đã có hai điểm liên tiếp dành cho Nguyên. 8-10. Vậy là Nguyên đã có một mạch lưới điểm và đang theo sát cầu thủ Châu Vinh. Đúng tính chất của một trận chung kết của hạng A, môn bóng đá qua lưới Thái Vinh. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những diễn biến chính của trận đấu thứ nhất trận chung kết của môn bóng đá qua lưới hạng A giữa Thành phố Vinh và Hưng Nguyên. Điểm số lúc này đang là 18 nghiêng về cầu thủ Thành phố Vinh. Đã có những sự ý bên phía Thành phố Vinh sau khi để mất liền 2 điểm. Bóng ngoài. Một loạt bóng từ phía sau và bóng đi ra ngoài. Đồ điểm cho các cầu thủ Thành phố Vinh 11-8. Chỉ còn 2 điểm số nữa thôi, Thành phố Vinh sẽ có sách thắng đầu tiên ở trận chung kết hạng A.